Xin kính chào quý vị và các bạn. Cuộc đối đầu Đông Tây dường như sắp đạt tới đỉnh điểm khi mà ngày hôm qua mùng 10 tháng 4, tại cuộc họp ở thành phố Strasbourg của Pháp, Ủy ban Nghị viện Hội đồng châu Âu đã chính thức thông qua việc tước quyền bỏ phiếu và loại trừ khỏi vị trí lãnh đạo đối với các nghị sĩ của Nga từ nay cho đến hết năm 2014. Một động thái được cho là trả đũa việc Nga sáp nhập Crimea vào lãnh thổ của mình. Tổng thống Putin ngay sau đó đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình liên quan tới khoản nợ khí đốt của Ukraine và việc cung ứng khí đốt cho Liên minh châu Âu. Tuyên bố của ông Putin cho thấy Nga đang chuẩn bị dùng khả năng kiểm soát nguồn cung khí đốt để gia tăng sức ép đối với Ukraine cùng các đồng minh châu Âu của quốc gia này. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 10 tháng 4 đã gửi thư đến 18 quốc gia châu Âu thông báo rằng khoản nợ nói trên của Ukraine có thể sẽ đe dọa đến việc vận chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu. Trong số những nước mà ông Putin gửi thư đi, có cả những nước tiêu thụ khí đốt chủ yếu. Bức thư của ông Putin có đoạn: "Chúng tôi hiểu rằng điều này sẽ làm gia tăng nguy cơ ngừng việc cung cấp khí đốt từ Nga qua Ukraine đến các đối tác châu Âu. Điều này cũng ngăn cản việc Ukraine dự trữ đủ số khí đốt mà nước này cần cho giai đoạn thu đông tới." Đã có nhiều ý kiến lo ngại, nếu không nhanh chóng được dập tắt, đám cháy từ cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ lan rộng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới bầu không khí kinh tế, chính trị thế giới. Trong dự báo kinh tế toàn cầu 2014 vừa công bố mới đây, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã cảnh báo những nguy cơ mà kinh tế thế giới sẽ phải đối mặt. Trước tiên là những rối loạn trong hoạt động sản xuất và trung chuyển khí đốt. Trong khi đó, theo Viện Nghiên cứu Kinh tế Oxford, nếu phương Tây và Nga cùng đưa ra các biện pháp trừng phạt kinh tế lẫn nhau, thì cả hai bên sẽ đều chịu thiệt hại. Theo kết luận của Viện Nghiên cứu này, giá khí đốt trên thị trường châu Âu sẽ tăng khoảng 15%, dầu lửa tăng 10% từ nay đến năm 2015. Tổng sản phẩm quốc nội của các nước trong khu vực đồng euro giảm 1,5%, tăng trưởng của một số nước Đông Âu sẽ giảm tới 3%. Trong khi đó, dù không phải là thành viên của Liên minh châu Âu EU, nhưng hợp tác thương mại giữa Nga và khối này đạt 500 tỷ đô la Mỹ trong hai thập niên qua. Trao đổi thương mại giữa Đức và Nga đạt 76 tỷ euro hồi năm ngoái và các công ty Nga có quan hệ đối tác với khoảng 6.000 công ty Đức với tổng số vốn đầu tư lên tới 20 tỷ euro. Khoảng 300.000 việc làm ở Đức đang phụ thuộc vào quan hệ kinh tế giữa Moscow và Berlin. Do đó, nếu mất đi những đối tác thương mại quan trọng, đặc biệt là ở thời điểm hiện tại, 15% GDP của Nga thu về nhờ xuất siêu sang EU thì Moscow cũng chẳng vui vẻ gì. Bởi thế, trong cuộc khủng hoảng hiện nay, Đức vẫn thể hiện lập trường giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine thông qua hợp tác giữa các bên liên quan. Tôi hy vọng Nga nhận ra rằng họ sẽ không có lợi gì khi Ukraine sụp đổ. Nhưng Nga cũng phải hiểu rằng quan hệ chính trị và kinh tế với Ukraine chỉ có thể được duy trì nếu Ukraine có tương lai chính trị với tư cách là một nhà nước, một cộng đồng. Đối với các giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine, Ngoại trưởng Đức cho rằng việc cộng đồng quốc tế thành lập nhóm liên lạc nhằm dẫn đến đối thoại trực tiếp giữa Nga và Ukraine, trong đó có sự tham gia tích cực của Liên minh châu Âu và Mỹ, là quan trọng hơn cả. Về phần mình, mặc dù chỉ trích Nga một cách gay gắt trong vấn đề Crimea và cảnh báo căng thẳng Đông Tây đang tạo ra nguy cơ đối với hòa bình của châu Âu, song Tổng thống Pháp François Hollande ngày 10 tháng 4 phát biểu khi ở thăm Mexico cho rằng vẫn luôn ủng hộ cho các hoạt động đối thoại và thương lượng. Tại Hội nghị Quốc tế Diễn đàn Đông Berlin 2014 đang diễn ra tại Berlin, Đức, Phó Thủ tướng Nga Igor Shuvalov nhấn mạnh rằng Nga không hề có ý định đưa ra các biện pháp trừng phạt kinh tế trả đũa đối với phương Tây. Ông Shuvalov cũng cho rằng các biện pháp trừng phạt sẽ chỉ đẩy Ukraine, quốc gia vốn đang chịu khủng hoảng, bị chia rẽ nghiêm trọng hơn và lún sâu hơn vào nỗi đau chính trị. Tòa án Ukraine ngày 10 tháng 4 tuyên bố sẽ tạm giữ 70 người biểu tình bị bắt tại thành phố Kharkov, phía đông Ukraine, liên quan đến cáo buộc chiếm giữ các tòa nhà hành chính của chính quyền địa phương trong thời gian 60 ngày. Trong số những người biểu tình bị tạm giữ, có 4 người đã được đưa đến tòa án để xét xử ngay trong ngày 10 tháng 4 và bị tống giam ngay sau đó. Ngay sau quyết định của tòa án, người biểu tình đã tụ tập bên ngoài tòa án để phản đối. Trong khi đó, đàm phán với những người biểu tình đang chiếm giữ trụ sở chính quyền tỉnh Luhansk lại không đạt kết quả. Theo đó, chính quyền Kiev cũng không loại trừ khả năng mở cuộc tấn công giành lại quyền kiểm soát. Cho đến cuối ngày 10 tháng 4, số lượng người biểu tình tập trung đến trụ sở cơ quan an ninh SBU của tỉnh này lại tăng đông hơn.
Tại sao khi biểu tình nổ ra ở Kiev, người ta lại gọi nó là nhất thể hóa châu Âu? Nhưng khi chúng tôi muốn quyền tự trị, thì họ lại gọi là chủ nghĩa ly khai. Chủ nghĩa ly khai và quyền tự trị thực chất là những khái niệm hoàn toàn khác nhau và chúng ta phải phân định rõ ràng. Tôi nghĩ quyền lập hiến của chúng tôi chính là quyền tự trị. Cho đến cuối ngày hôm qua 10 tháng 4, tình hình biểu tình tại các tỉnh miền đông Ukraine vẫn căng thẳng. Người biểu tình tiếp tục chiếm giữ trụ sở chính quyền tỉnh tại Donetsk, chỉ cho phép các nhân viên phụ trách các lĩnh vực đời sống thiết yếu của tỉnh và nơi làm việc, đồng thời yêu cầu tổ chức trưng cầu ý dân về quy chế của toàn vùng Donbass. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ chưa bao giờ Ukraine lại đứng trước nguy cơ chia cắt lớn như thời điểm này, khi mà miền đông đất nước đang phải chứng kiến hàng loạt những cuộc biểu tình. Diễn biến tại Ukraine đang khiến cho người ta có cảm nhận chung rằng dường như người Ukraine đang bị đẩy ra ngoài cuộc chơi và họ đang đứng bên lề chờ đợi một phán quyết về chính số phận của mình, của đất nước mình. Phán quyết ấy đang nằm trong tay của các thế lực bên ngoài. Và chừng nào những ông lớn này còn chưa tìm được một thỏa thuận phù hợp, thì chừng đó bài toán Ukraine sẽ vẫn loay hoay trong cuộc hành trình đi tìm lời giải đáp. Tạm rời Ukraine, trong phần tiếp theo của Chuyện Đông Chuyện Tây ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến xung quanh vụ bê bối mới nhất của cựu thủ tướng Italia Berlusconi. Ngày hôm qua 10 tháng 4, Tòa án thành phố Milan đã chính thức bắt đầu quá trình điều tra xã hội để xem xét việc đưa ra phán quyết lựa chọn hình thức xử phạt đối với ông Silvio Berlusconi, người từng 3 lần giữ chức thủ tướng nước này. Liệu ông sẽ phải lao động công ích, chịu quản thúc hay ngồi tù 1 năm để thi hành bản án mà tòa đã đưa ra vào tháng 10 năm ngoái về tội giành trốn thuế? Hiện uy tín của ông và đảng Forza Italia đang xuống rất thấp do nhiều vấn đề trong nội bộ của đảng này. Theo tòa án thành phố Milan, Italia, cựu thủ tướng Italia Silvio Berlusconi sẽ bị hạn chế đi lại để chuẩn bị ra tòa vào ngày 15 tháng 4 2014 với tội giành trốn thuế. Tại phiên điều trần vào ngày hôm qua 10 tháng 4, các thẩm phán đã tranh cãi về bản án dành cho ông Berlusconi. Tuy nhiên, theo luật khoan hồng ở Italia, các tội phạm trên 70 tuổi nếu không phạm tội hình sự sẽ không cần ở tù và có thể được giảm án nếu lao động tốt. Vì vậy, theo các chuyên gia, rất có khả năng tòa án sẽ trừng phạt ông Berlusconi với mức án lao động công ích liên quan tới làm việc trong các tổ chức phi chính phủ hoặc từ thiện tôn giáo. Ngoài ra, ông Berlusconi cũng có khả năng thực hiện lao động công ích trong một trại dưỡng lão sau khi cơ quan thi hành của Bộ Tư pháp Italia đã đưa ra đề xuất này cho Tòa án Milan và đề nghị xem xét. Tuy nhiên, tại một trại dưỡng lão ở Rome, nhiều người ở đây đã cương quyết không muốn để cựu thủ tướng này chăm sóc. Tôi không phải là người ủng hộ ông Berlusconi bởi vì tôi chỉ nhận được 600 euro tiền lương hưu một tháng và sau đó phải sử dụng 300 euro để trả tiền phòng ở trung tâm. Vậy tôi sống bằng gì? Trong khi ông Berlusconi có một cung điện với 36 phòng. Vì thế tôi không muốn ông Berlusconi chăm sóc chúng tôi. Không chỉ khó khăn trong việc nhận được sự đồng thuận của các thành viên tại trại dưỡng lão, ông Berlusconi còn phải đối mặt với tình trạng uy tín của đảng Forza Italia của ông đã tụt xuống và trở thành đảng thứ 3 ở Italia. Hiện đảng này đang làm tất cả những gì có thể để lấy lại hình ảnh của mình trước cuộc bầu cử Quốc hội châu Âu và cuộc bầu cử Hội đồng địa phương ở Italia vào cuối tháng 5 tới. Ông Berlusconi từng lập luận và khẳng định mình vô tội, đồng thời cho rằng áp dụng mức án tù, thậm chí lao động công ích đối với một người bước sang tuổi 78 như ông là không nhân đạo. Song dường như lúc này, lao động công ích chính là lối thoát dành cho cựu thủ tướng Berlusconi. Hiện nhiều nơi đã mời ông Berlusconi đến cơ sở của họ để thực hiện lao động công ích nếu như ông muốn. Song cũng không ít người dân Italia lại mong muốn ông Berlusconi rút khỏi đời sống chính trị. Chúng tôi ở đây để đề nghị tòa án đưa ông Berlusconi ra ánh sáng. Việc ông Berlusconi không đi tù là cách giải quyết không hợp lý. Chúng tôi muốn nói rằng chúng tôi đã chịu đựng quá đủ. Từ những ưu đãi dành cho ông Berlusconi, tờ nhật báo hàng đầu Italia La Repubblica đã nhận định đây là những nỗ lực nhằm cứu vãn hình ảnh thủ tướng một thời và đảng Forza Italia của ông trước thềm cuộc bầu cử nghị viện châu Âu vào tháng 5 tới. Quả là không sai khi báo giới phương Tây đặt cho cựu thủ tướng Italia Silvio Berlusconi biệt danh là nguyên thủ chuyên hầu tòa, khi ông đã sắp cán đích 3.000 lần ra hầu tòa. Mặc dù phải ra tòa quá nhiều lần, song một câu hỏi khiến nhiều người đặt ra là tại sao một chính trị gia nổi tiếng với quá nhiều vết nhem trong suốt thời gian cầm quyền lại vẫn có vị trí quan trọng tại một quốc gia phát triển tại châu Âu như Italia.
liên tiếp những scandal tệ hại trong chuỗi dài những scandal của một chính trị gia đứng đầu nước Italia là những ấn tượng về Thủ tướng Silvio Berlusconi mà bất cứ ai cũng dễ liên tưởng đến nhất. Và khi ở độ tuổi 72, dù theo tờ The Economic đánh giá, thì ông Berlusconi không thích hợp và không đủ tiêu chuẩn trong vị trí lãnh đạo nhà nước, nhưng ông lại lần thứ ba trở lại chức Thủ tướng trong vòng 14 năm. Và sau một loạt scandal âm ỉ trên thế giới, vị Thủ tướng này đã tiếp tục tại vị đến hết nhiệm kỳ trong năm 2013. Điều này khiến chúng ta nhớ lại vụ bê bối tình ái của Tổng thống Mỹ Bill Clinton với thực tập sinh Monica Lewinsky hồi năm 1998. Chỉ một vụ bê bối cũng đã đủ khiến vị Tổng thống rất được lòng dân trên một đất nước siêu cường thế giới này suýt mất ghế. Nhưng có vẻ đất nước Italia không giống nước Mỹ và cũng không giống các nước phương Tây khác. Các chính khách Italia không quen với sự giám sát khắt khe của công chúng, những người quyết định vận mệnh chính trị của các chính khách như ở Australia, Mỹ và Anh. Ở Italia và một số nước châu Âu khác, sự giám sát của công chúng không quy định hành vi của các chính khách. Chính vì vậy, đại bộ phận người dân Italia vẫn cho rằng ông Berlusconi là một chính trị gia hợp lòng dân và là người có sức hấp dẫn rất lớn. Ông làm những điều mà các cử tri muốn làm, như giảm thuế, nghiêm khắc với vấn đề nhập cư, nhanh chóng khắc phục hậu quả trận động đất nghiêm trọng tại vùng Aquila. Sự ủng hộ dành cho ông Berlusconi cũng phản ánh tính cách điển hình của người dân Italia, đó là học cách chấp nhận tính hai mặt của đời sống một chính trị gia. Tôi nghĩ rằng ông Berlusconi vẫn có thể tiếp tục hoạt động chính trị, song ông cũng có thể tìm một người khác thay thế và chỉ đóng vai trò là người cố vấn. Tuy nhiên, những bê bối của ông Berlusconi đã và đang gây ảnh hưởng lớn đến hình ảnh của Đảng Forza Italia. Kết quả những cuộc thăm dò của Viện Nghiên cứu Dư luận IC mới đây cho thấy số cử tri ủng hộ Đảng Forza Italia chiếm 16,9% trong tổng số, thấp hơn so với tỷ lệ 32,3% của Đảng Dân chủ cầm quyền, đối thủ lớn nhất của Đảng Forza Italia hiện nay. Già nua và đầy nếp nhăn, trông có vẻ buồn bã, mệt mỏi khi sắp bước sang tuổi 78. Cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi nhìn không khác gì một ông già đang chiến đấu chống lại tất cả. Đối với một đất nước có nền văn hóa không quá định kiến như Italia và với sự ủng hộ đã nhận được từ trước, thì nhiều chuyên gia lại cho rằng biết đâu ông Berlusconi lại có thể thoát hiểm được một lần nữa trong tháng năm tới để tiếp tục giữ những chức vụ quan trọng tại đất nước Italia. Những thông tin mới nhất liên quan đến vị cựu thủ tướng Silvio Berlusconi sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn trong các bản tin Chuyện Đông Chuyện Tây tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt.